tiết lộ chiến thuật giúp McDonald's đã giàu lại thêm giàu. Cựu CFO của McDonald's từng nói, về mặt kỹ thuật chúng tôi không kinh doanh thực phẩm, chúng tôi kinh doanh bất động sản. Khi nhắc đến McDonald's, chúng ta thường nghĩ ngay đến các loại đồ ăn nhanh chứ danh của thương hiệu này như gà rán, hamburger. Tuy nhiên, có một sự thật không phải ai cũng biết là thương hiệu này làm giàu không nhờ kinh doanh đồ ăn nhanh mà là nhờ việc là một công ty bất động sản có tiếng. Chiến lược kinh doanh thiên tài theo tiết lộ tài chính năm 2017 của McDonald's lợi nhuận hàng năm từ việc cho thuê bất động sản của công ty dao động khoảng 4,5 tỷ USD. Theo báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, tổng giá trị tài sản gồm bất động sản, trang thiết bị trước khi khấu trừ của thương hiệu này đạt 39 tỷ USD. Con số này giúp McDonald's trở thành công ty kinh doanh bất động sản lớn thứ năm thế giới tính theo tổng giá trị tài sản ở thời điểm đó. Cựu CFO của McDonald's, Harry J. Sonnebo, thậm chí từng tuyên bố, về mặt kỹ thuật, chúng tôi không kinh doanh thực phẩm, chúng tôi kinh doanh bất động sản. Lý do duy nhất chúng tôi bán những chiếc Burger 15 xu là chúng là nguồn tạo ra doanh thu lớn nhất cho các đơn vị nhượng quyền, những người trả tiền thuê mặt bằng cho chúng tôi, cho số hàng chục nghìn cửa hàng trên toàn thế giới, McDonald's chỉ trực tiếp sở hữu và điều hành khoảng 15%. Phần còn lại được điều hành bởi các bên nhận nhượng quyền, chính vì vậy, khoản tiền thuê mặt bằng mà thương hiệu này nhận được là không hề nhỏ, chiến lược kinh doanh bất động sản của CFO Sonne bao đến nay vẫn được công ty áp dụng. McDonald's sẽ tìm mua những bất động sản có vị trí đắc địa hoặc ở nơi sầm uất và sau đó cho thuê lại với mức giá không hề thấp. Ngoài khoản thu này, công ty còn thu một tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh thu của mỗi cửa hàng nhờ uy tín lâu năm. McDonald's dễ dàng vay được vốn của ngân hàng. Thông thường, công ty chỉ bỏ ra khoảng 1 phần 3 số tiền để mua bất động sản và đi vay mùng 2 tháng 3 còn lại. Bằng chiến lược trên, chỉ sau vài năm, McDonald's sẽ có thể trả nợ và sở hữu những bất động sản trên. Ngoài ra, trong hơn hai thập kỷ qua, giá trị bất động sản đã tăng lên đáng kể, đồng nghĩa với giá trị tài sản thế chấp tổng thể của McDonald's cũng tăng lên vì vậy khi muốn vay tiền để thực hiện các khoản đầu tư mới, họ có thể vay với lãi suất thấp hơn tương đối. Trong cuộc suy thoái năm 2008, công ty đã tranh thủ thời cơ để mua thêm đất và các tòa nhà với giá rẻ. Theo một thống kê năm 2010, công ty sở hữu khoảng 42% đất đai và 70% tòa nhà tại hơn 36.000 địa điểm của mình. Bên cạnh đó, công ty con thuộc lĩnh vực bất động sản của McDonald's còn mua bán các bất động sản hot để kiếm lời. Bài học lớn McDonald's là một ví dụ tuyệt vời về cách đa dạng hóa không chỉ giúp tăng thu nhập của doanh nghiệp mà còn giảm rủi ro tài chính. Là công ty đồ ăn nhanh, họ không chỉ điều hành các nhà hàng của riêng mình mà còn nhượng quyền thương hiệu. Bằng cách nhượng quyền thương hiệu, họ có thể đạt được quy mô kinh tế lớn hơn nhiều. Họ cũng có thể kiếm thêm thu nhập nhờ tỷ suất lợi nhuận cao hơn vì không phải chi tiền để vận hành các chi nhánh nhượng quyền. Tuy nhiên chỉ dựa vào thu nhập từ nhượng quyền thương mại có thể khá rủi ro vì không có thỏa thuận nào tồn tại mãi mãi. Do đó, việc lấn sân sang kinh doanh bất động sản đã giúp hãng có thêm thu nhập và phần nào đa dạng hóa danh mục đầu tư. Mua đất bất động sản và cho bên nhận nhượng quyền thuê lại mặt bằng là cách rất thông minh để tăng gấp đôi thu nhập kiếm được từ hình thức này. Và đối với những bất động sản khác mà McDonald's không cho người nhận nhượng quyền thuê, họ hoàn toàn có thể cho người khác thuê hay bán đi để kiếm lời. Có thể nói, mảng kinh doanh bất động sản đóng vai trò là lá chắn giúp công ty vượt qua những biến động trong ngành đồ ăn nhanh khi thói quen của người tiêu dùng thay đổi và nền kinh tế có nhiều biến động khó lường, để tăng tính cạnh tranh với các thương hiệu khác. McDonald's đã thực hiện nhiều thay đổi trong những năm qua. Theo đánh giá của các chuyên gia, ngay cả khi những kế hoạch đó thất bại, các ông chủ của công ty vẫn có thể yên tâm vì họ vẫn có nguồn thu lớn từ việc là một ông lớn trong ngành bất động sản.